Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Độc Đáo. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối và cài đặt cái đồng hồ nhiệt CHDD RESC700. Thì cái loại này là của China, Trung Quốc, chứ không phải là cái loại RCK của Japan, Nhật Bản nha. Thì ở trên mặt trước của nó, đây là cái màn hình hiển thị BV, đây, cái nhiệt độ nó đo được, và V là cái nhiệt độ mình cài đặt, đây OUT1, OUT1 là cái ngõ ra, xuất ra, OUT2, tuy nhiên ở đây OUT2 này thì nó không có ha. Cái ngõ OUT2 này của mình là không có AT, đây là các cái đèn báo AL1, AL2, phím set, phím cài đặt, cái phím mũi tên qua trái, xuống và lên. Thì ở bên đây nó sẽ là cái sơ đồ đấu dây. Chúng ta sẽ đưa nguồn 220 vào chân 23, 220 VAC. Ở cái chân 89 là cái chân AL1, tức là cảnh báo, cái chân cảnh báo ngõ ra relay. Đấy, thì mình có thể là kết nối để cảnh báo ngõ ra ở đây. Rồi cái chân như là 567 là cái chân ngõ ra out. Đấy, là khi hàng này nó xuất ao thì cái ngõ ra này nó sẽ đóng lại, nó có tiếp điểm thường đóng nè, ví dụ là 557 là đóng thường đóng nè, 56 là thường mở. Và cái tiếp điểm nữa là cái tiếp điểm để người ta đấu cái sensor cảm biến dò nhiệt là 12, 13 và 14. Thì đây mình sẽ dùng là tiếp điểm là 13, 14. Mình đấu là 14 là dương, 13 là âm. Nếu mình dùng là đầu dò K thì mình sẽ đấu là 14, 13. Còn đầu dò BT mình sẽ đấu là 14, 13 và 10, 12. Ở đây mình đấu là 14, 13 ha. Đây là cái chân ở phía sau. Thì ở đây là chân 567, trên đây là chân 2, chân 3, bên đây là chân 8, chân 9, bên đây là chân 12, 13 và 14. Bây giờ mình sẽ đấu dây để thực hiện cài đặt ha. Thì trước hết là mình sẽ đấu cái đầu dò nhiệt. Đây mình đấu cái đầu dò nhiệt có hai sợi, đỏ là dương và xanh là âm. Thì ở cái sơ đồ nó là chân dương là 14, âm là 13. Đây, dương là 14. Và âm là chân 10, 13. Bây giờ tiếp đến là mình sẽ đấu cái nguồn vào, và mình sẽ kết nối luôn cái ngõ ra này bởi một cái đèn LED để hiển thị cái đóng ngắt của nó ha. Thì cái nguồn nó sẽ là chân 23, chân 23 là nằm bên đây.
đây là chân 2 và chân 3 à. Thì mình sẽ đấu luôn cái phần ngõ ao. Ở đây mình từ chân từ một trong hai chân là chân 2, chân 3 mình sẽ lấy ra một cái lai đưa qua chân 5 à. Chân 5 để tác động vào chân 6 à. Thì mình sẽ đấu một cái đèn led màu đỏ. Led bó pha màu đỏ. Đây mình có đấu hai chân rồi. Thì mình sẽ đấu là một chân vào chung cái nguồn. Một chân vào à, mình sẽ đấu vào cái nguồn nóng á. Mình đại khái mình chọn ở đây là cái nguồn nóng đi. Đấy, mình nguồn nóng. Đấy. Mình sẽ lấy qua một chân là chân số 5. Đây, lấy qua chân số 5 chỗ này. Rồi mình sẽ lấy cái nguồn mát. Lấy cái nguồn mát này, mình đấu vào một chân của đèn. Đây là mình khiển nóng nha. Theo cái nguyên tắc là luôn luôn là như vậy. Khi mà chúng ta đấu tụ điện thì chú ý là chúng ta nên khiển nóng nha. Đây. Đã đấu vào một chân của con đèn. Chân còn lại của con đèn mình sẽ đấu vào chân số 6 nha. Đấu vào chân số 6. Còn hai chân AL1 này mình để đây. Chưa đụng địa gì tới nó hết. Thì bây giờ mình sẽ quay cái mặt này lên. Mình sẽ cấp nguồn. Sẽ cấp nguồn cho cái đồng hồ ha. Thì đồng hồ nó sẽ hiển thị vậy. Đó, tức là khi chúng ta mới cấp nguồn thì nó sẽ hiển thị giá trị là 400. Ở đây tức là cái ngõ vào mà nó có thể tác động là 0 đến 400. À, cái ngõ thay đổi nhiệt độ là 0 đến 400 độ C. Thì ở đây do chúng ta đã đấu cái tiếp điểm ngõ ra nè, nên khi mà nó xuất ao thì đèn này nó sẽ sáng à. Khi xuất ao thì đèn sẽ sáng. Thì bây giờ chúng ta chưa tác động gì được ở những cái phím à, sang trái à, xuống và lên. Thì chúng ta chỉ có thể tác động khi chúng ta nhấn phím set. Tức là chúng ta sẽ thì cái thông số này nó sẽ chớp. Đấy. Thì chúng ta sẽ cài đặt được di chuyển để cài đặt được cái nhiệt độ SV. Ở đây là mình cài là 40. Ví dụ mình có thể là tăng giảm ở cái phím lên xuống. Đây mình sẽ di chuyển nè 30.
30 thì nó bằng với cái nhiệt độ đo được. Nhiệt độ đo được dựa vào cái con cảm biến nè. Dù mình khi mình nắm cái cảm biến nó lại nhiệt độ tăng lên, đó là nhiệt độ đo được. Bây giờ mình sẽ vào trong cái parameter, cái cài đặt của nó, để cài đặt một số thông số cần thiết ha. Đây, mình sẽ nhấn giữ 2 giây, nó sẽ vào là AL1. Đây chính là cái thông số để cài đặt cái ngõ ra cảnh báo thứ nhất. Thì ở đây là nó chỉ có cái ngõ ra cảnh báo một thôi. Đây. Cho nên là chúng ta không có ngõ ra cảnh báo 2 xuất ra ha. Cho nên là chúng ta chỉ cài được cái AL1 thôi. Đấy. Ta sẽ trở lại. Nếu chúng ta không tác động một khoảng thời gian thì nó sẽ quay trở lại màn hình cũ ha. Màn hình ban đầu. Ví dụ đây là mình chọn là 10 tức là cái cảnh báo nó là bằng cái nhiệt độ SV cộng với cái nhiệt độ cài đặt của anh là 1 nè. Đấy, cái cài đặt của anh là 1 là 10. Thì đến cái giá trị đó thì nó sẽ tác động ở cái đèn anh là 1. Đây mình sẽ giảm xuống ha. Di chuyển sang. Mình sẽ giảm xuống là 5 đi. 5 độ đi. Mình nhấn phím set. Chúng ta sẽ qua cái thông số tiếp theo đó là ARU. Chúng ta nhìn là ARU nhưng thực chất là ATU. Thì cái thông số ATU này á là cái thông số AT ở đây. Cái thông số AT auto toning chạy tự động. Thì thông số này chúng ta chỉ cài khi mà chúng ta chạy BAD. Đấy, chạy BAD. Ví dụ ở đây mình cài bằng 1 thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Đấy. Cái đèn AT nó sẽ báo đèn nó chớp nháy như vậy. Tiếp đến là cái thông số B. Thông số B là cái thông số trong cái phần là BID. Thì những cái thông số này chúng ta không tác động vì chúng ta không sử dụng bên cái BID nha. Mình sẽ vào trở lại. Đây, B. Và thông số A là cái này là mặc định của nó nha. Mặc định nó là 240. Mặc định BID của nó đi là 60. Và cái thông số R tức là anti reset thì thông số này chúng ta cũng không có tác động gì ha. Ta lướt qua. Thông số là T tức là chu kỳ. Đấy, chu kỳ ở đây chúng ta có thể tăng giảm cái chu kỳ này. Tăng giảm chu kỳ này. Ví dụ chu kỳ đây mình chọn là 20 đi. Để SC thì cái thông số SC này cũng không có liên quan ha. Mình không cần tác động ở cái thông số này. Đến cái thông số tiếp theo cũng là thông số cuối cùng của cái loại đồng hồ này là LCK. LCK là cái thông số khóa. Ví dụ chúng ta cài đặt đó là 0000. Như vậy là nó sẽ không khóa. Đấy, không khóa. Mà chúng ta cài đặt đó là 0100 0100, thì như vậy chúng ta sẽ thoát ra luôn. 0100 thì nó sẽ khóa cái thằng SV này. Đây bây giờ chúng ta nhấn set nè. Hồi nãy nhấn set một cái là nó có thể là cài được, bây giờ nhấn là không cài được nha. Đấy, tức là nó khóa cái thông số này. Và nó chỉ khóa cái thông số này thôi. Đấy, vào cái thông số này vẫn có thể cài đặt được.
mình sẽ trở lại nha. Đây. Giờ mình sẽ cài cái thông số là 0101 0101 thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Và nhấn giữa set 0101 thì nó sẽ khóa cái thằng SV luôn, khóa thằng SV. Đây. Nó sẽ không khóa cái thằng AL1. Đây, có thể là cài đặt được. AL1 vẫn cài đặt được. Nó sẽ khóa cái thằng còn lại như là ARU, B, B đó, I, BID và AR, T nè, SC nè. Đấy. Nó sẽ khóa những thằng đó. Ủa? À, đúng rồi, nó sẽ khóa những thằng đó và nó không khóa cái thằng AL1 nè, LCK và tất cả cái còn lại thì nó lại khóa. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta thay đổi đó là cái thông số là 0110. Như vậy chúng ta sẽ cho lên 1. Hạ đây xuống 0. 0110 thì nó sẽ thay đổi như thế nào? 0110 thì nó sẽ khóa thằng SV, tức là không cài đặt được đây. Nhấn không cài đặt được SV. Và nó sẽ khóa thêm cái thằng là AL1, tức là cái cảnh báo AL1. Đây, khi mình vào AL1 nè. Đây, nó sẽ hiển thị lên cái thông số mình đã cài đặt, không tác động được. Đây, không tác động được. Rồi các thông số còn lại thì có thể tác động. Những thông số nào có thể tác động nó sẽ hiện sẽ chớp nháy như vậy. Đấy, và nó có hiện những cái số 0 đầu tiên. Đấy. Nói chung là nó hiện hết lên cái led bảy đoạn này. Đấy. Thì nó sẽ khóa hai cái thông số đó. Rồi các thông số còn lại thì nó sẽ giữ nguyên. Đấy, có thể là tác động được, không khóa. Giờ mình sẽ trả lời ban đầu. Trả lời ban đầu. Như vậy chúng ta có thể nhấn phím set để chúng ta có thể cài đặt được cái thông số SV này. Đây, nhấn set cài đặt được số SV. Đấy. Ví dụ là 40 đi. Đèn sáng nha. Nó ao sức đèn sáng. Đấy, chúng ta có thể cài được. Giờ chúng ta cho tắt cái hàng AT này, tức là thằng auto đó, chạy tự động khi mà sử dụng BID. Thì bây giờ chúng ta sẽ tắt nó. Chúng ta vào trở lại. Nhấn tiếp. Đây, ATU. Đây chúng ta sẽ chọn là bằng 0. Như vậy nó sẽ tắt. Nhấn giữ luôn. Đấy, nó sẽ tắt cái hàng AT này đi. Cái ngõ AUT2 này là nó không có nha. Ở đây nó chỉ xuất ra được một ngõ thôi, chính là AUT1. AUT1. Thì ngõ xuất này mình đã kết nối với cái đèn rồi. Nãy giờ chúng ta đã thấy là nó xuất là nó sẽ sáng đèn. Đây. Vậy bây giờ là khi cái nhiệt độ này hiện tại nó đo được là 33. Như vậy thì cái nhiệt độ bao nhiêu để cái thằng AL1 này nó tác động? Mình sẽ cài dưới đây là bao nhiêu? Hồi nãy là 5. Nãy AL1 là 5. Đấy, AL1 là 5. Như vậy mình sẽ cài nó là khoảng 20 mấy độ. Đấy, 20 mấy độ thì nó sẽ tác động đến cái AL1. Đây mình sẽ cài xuống nha. Khoảng 20 độ đi. Đấy, 20 mấy gì đó là tác động rồi. Tức là nó hơn cái giá trị ví dụ mình cài là 20. Đấy là khoảng 25 là cái hàng này nó đã tác động rồi, mà này lên ba mấy luôn, cho nên là nó tác động AL1. Thì nó tác động như vậy, nó sáng đèn như vậy thì cái ngõ ra
nó sẽ tác động cái ngô ra là 89. Đấy. Tác động cái ngô ra 89, mình có thể là dùng cái đồng hồ để mình đo được. Đây. Chúng ta sẽ chỉnh cái thang đo ha. Đấy. Mình có thể dùng đồng hồ mình đo được là nó. Đấy, nó đang thông mạch. Nó đang thông mạch. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tăng tăng cái nhiệt độ SV để cho cái thằng này nó không tác động nữa. Tăng lên 40, như vậy nó sẽ xuất cái ngõ ra và không tác động AML1. Khi nó xuất cái ngõ ra đó thì chúng ta đo lại cái tiếp điểm 89 này á, thì nó sẽ không thông mạch nữa. Đây. Thì đối với cái loại này á thì nó chỉ cài đặt đơn giản như thế thôi. Nó chỉ có một số cái thông số cài đặt như vậy. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem cái video hướng dẫn của mình ha. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ.